Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Thưa quý vị, hôm nay hai bên Thanh Lan là hai người phụ nữ hả? Bên này chưa phụ nữ mà. Phụ nữ rồi. Hai phụ nữ Việt Nam rất là xinh đẹp. Dạ, Thanh Mai và trưởng nữ của Thanh Mai là Fatima. Xin mời hai mẹ con gửi lời chào đến khán giả của Thanh Lan Show. Thanh Mai rất là hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả của chị Thanh Lan Show. Dạ, thưa Fatima, cũng xin chào khán giả của Thanh Lan Show và hello cô. Hello. Hôm nay thật là bất ngờ, mình hẹn nhau rất là gấp gáp nhưng mà thì vẫn đúng giờ đúng giấc và làm được cái việc mà mình muốn. Dạ. Thì theo chị nghĩ thì ở đời không có cái gì vui bằng làm được cái gì mà mình muốn. Dạ. Em cũng thường hay coi show của chị Thanh Lan để em biết là hôm nay chị làm gì, chị gặp ai. Tại vì cái đó là những cái sinh hoạt của nghệ sĩ, mà người nghệ sĩ thì lúc nào ai cũng thích biết cái người đó hiện giờ như thế nào. Phải không chị? Thanh Mai biết không? Dạ. Khoan nói về chị đã. Hôm nay chị đến đây là chị muốn nói về em. Dạ. Nói về cái bây giờ tụi mình nhắc về cái thời nhạc trẻ Sài Gòn năm 74 đi, vui dạ, quá. Dạ rồi, bây giờ nếu mà chị muốn em nhắc thì em nhắc nè nha. Hồi đó đó, cái hình ảnh của chị đó lúc nào em cũng nhớ là cái bìa đó chị, cái bìa mấy cái bài hát mà nhạc Ngoại Quốc Lệ Việt đó. Và đi đâu cũng nghe giọng của chị hát mấy bài. Cái gì? Khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi. Đó là chị là thần tượng của em hồi đó. Thành ra sau này mà khi mà em gặp chị trong đài truyền hình đó, khi mà em gặp được thầy em là nhạc sĩ Nguyễn Chính đó, thì thầy kết hợp cho em với chị, mình hát chung với nhau một bài hát tên là Miền Nam Tươi Sáng. Chị nhớ rồi, có một cái đêm nào mà hai chị em mình ngồi tới 2-3 giờ sáng. Toàn sáng, gần tới sáng mới đi về. Yeah, mà đợi ổng viết cái bài hát đó xong rồi tập cho hai chị em mình. Dạ em nhớ là em nhớ có cái câu trời miền Nam sáng tươi huy hoàng đất phì nhiêu. Đã, em chỉ nhớ cái câu đó thôi. Em còn giỏi chứ chị không nhớ tí nào. Mà hai chị em ngồi đâu lưng với nhau. Chị nhớ là ngồi ngủ cục tới nơi mà ngồi từ buổi trưa cho tới nửa đêm mới được hát. Hát xong rồi nửa đêm về sáng. Dạ mà hát xong là 3-4 giờ sáng. Hôm ngày hôm sau mở tivi lên là thấy hai chị em ngồi vậy nè. Dễ thương quá. Yeah. Cái đó còn không mẹ? Năm sao mà còn. Lâu lâu đó mà chị thấy có những cái hình ảnh nào của mình, cái hồi thời mình mười mấy 20 đó mình thích lắm luôn. Trời ơi, thời đó chị Thanh Lam mới nhon lắm. Mà lúc đó em hát sớm ghê nhỉ, em hát sớm hơn chị luôn đó. Em hát lúc đó em khoảng chừng 17 tuổi nha. Ừ. Dạ. Thì chị cũng lên TV sớm lắm. Dạ. Chị hát đài phát thanh từ hồi 12 tuổi. Dạ. Nhưng mà cỡ 15, 16 là lên TV rồi. Nhưng mà tại vì lên chương trình sinh viên học sinh. Dạ. Chứ không phải là chuyên nghiệp. Dạ. Nhưng mà sau đó đó thì mấy ông trưởng ban đó, hồi đó kêu là trưởng ban, người ta có một cái chương trình nào đó thì người ta được gọi là trưởng ban, người ta thấy mình, người ta mời cái lên TV giết cái tự nhiên cái thành ca sĩ. Con thì con cứ nghe ai cũng kể về cái thời gian đó, con muốn uổng quá con không được sống thì con sanh ra cái thời gian đó mà con không được như là nhìn thấy cái trước đó. Thì ai cũng kể con, cái thời Việt Nam ai cũng kể rồi, cái nhạc mà mẹ nghe đó thì toàn là mấy người mà nhạc sĩ Chú Quốc Dũng, Nguyễn Trung Cao, Lê Hữu Hà, Tùng Giang, ông Nguyễn Chính, toàn là nhạc hay mà, không mà thời mẹ đó bao nhiêu người giỏi nhỉ. Dạ. Trước bệnh giặc bệnh rất nhiều người giỏi quá. Mẹ với con lucky quá cho con mà đi là lui lại thời gian là con muốn thấy con được cái thời gian đó. Dạ thì con thấy Sài Gòn thời đó mẹ nó đẹp giống lắm. Mà con coi mấy cái hình mà đó rất là lịch sự. Dạ. Thanh lịch hả chị ha. Sài Gòn của mình thanh lịch lắm, không có giống Sài Gòn bây giờ. Dạ đông lắm. Thì hồi xưa đó mà đi xem hát á là người ta diện lên như đi ăn cưới vậy đó. Dạ. Mà người Sài Gòn lịch sự lắm. Người Sài Gòn rất là dễ thương, quý nghệ sĩ mà thương nghệ sĩ lắm. Thành ra cái thời gian đó đó
à, mẹ có cảm giác mẹ với cô Thanh Lan giống như là hai cô công chúa vậy đó. Con được nói chắc là công chúa. Được cưng dữ lắm. Mình có cảm giác như vậy. Thành ra người ta nói ồ, cái thời đó đó chắc có lẽ Mai nhìn cuộc đời giống như là người ta trải trải bông ở đây như như cái mình bông hoa hồng này nè. Em biết là chị Thành Lan sẽ tới nhà, thành ra em mua một bó hoa thật là đẹp để em chào đón chị. Dạ. Cho chị xin một cành đi. Đi muốn hết em cũng biết chị. Nhưng mà cái điều mà chị thích tới đây là vì sao, là không phải có một mình Thanh Mai mà có thế hệ thứ hai đây nè, tiếp nối nè. Chứ ở nhà con gái chị nó không chịu hát. Ừ, con gái cô hả? Nó hát hay lắm mà nó cũng xinh lắm mà nhất định mắc cỡ thì nó không có không mình sợ vài lần nó cái xong từ từ có thấy nó quen mình cứ lên trước khi lên cái mình xin tổ cái không tại vì á mình bắt đầu từ lúc mình còn quá nhỏ mình không còn biết sợ và khi mà nó lớn lên chút xíu là bắt đầu biết sợ rồi khó lên lúc đó lắm. Sao lúc này con hát đâu? Con cũng ít lắm, lâu lâu mới một lần, chừng nào mà có một cái dịp nào đó thì con mới đi hát. Chắc là hôm nào mình phải làm một cái chương trình nhạc Pháp hay là nhạc trẻ để mình hát chung. Chị ơi, có cái phòng trà mà hồi xưa là của Lạc Cầm á, bây giờ họ mới mở, đẹp, thật là đẹp, của Vũ Anh Tuấn. Vũ Anh Tuấn là cái cậu thổi kèn, chị nhớ không? Đó. Quá rồi. Dạ, mở là tên là gì con? MTV Club. Không phải là Lạc Cầm nữa mà bây giờ tên là MTV Club, rất là đẹp. Mà có quay hình họ, có quay hình cho mình không? họ không có, họ là cái phòng trà bây giờ mình muốn làm mình tổ chức gì thì mình lại đó, mình thuê lại mình cái đêm đó để mình làm thì mà cái chỗ rất là đẹp. Chị biết chỗ đó rồi, chị hồi đó chị làm nhưng mà bây giờ họ sửa lại đẹp lắm chị, có được rộng hơn tí nào không? Chị thấy nó chật quá. Không bây giờ nó làm rộng hơn, họ làm họ phá những cái tường á, thấy nó rộng lắm. Họ phá cái tường ra thành ra mình nhìn cái không gian nó rất là rộng, thì đó bước vào phải thấy rộng rãi chút xíu. Chị thấy chỗ này còn muốn bự hơn là cầm nữa. Đâu có. Không có đâu. Không có đâu, là cầm lớn hơn chị. Với sân khấu bây giờ làm to lắm. Đẹp. Làm to lắm, thì mình đứng lên sân khấu, âm thanh cũng hay. Âm thanh. Thì chỗ đó là chị thích âm thanh đó. Là vì nghe nhạc nó vừa phải. Còn đa số mà những cái buổi ca nhạc của Việt Nam mình á, người ngoại quốc mà người ta đi á, là người ta sợ lắm. Ngồi nửa chừng người ta nói nhức đầu quá, người ta đi về. Nhạc luôn luôn quá to. Quá to. Còn cái này âm thanh hay lắm. Ừ. Thế thì thích đó. Dạ, thì mới vừa hôm bữa là Vũ Anh Tuấn khai trương hôm bữa Halloween. Thành ra là bây giờ bắt đầu là ngày thứ cuối tuần thứ 6 với thứ 7 là có nhạc. Hình như tuần này là Thái Hiền hát. Vui quá. Tức là Tuấn mời mỗi tuần thay đổi ca sĩ. Đó để thôi, mà mình chờ Tuấn mời đi. Chị sure là thế nào Tuấn cũng mời chị. Tại vì xin những tên xin tuổi. Xin lỗi quý vị là tại vì thời gian vừa qua Thanh Lan phải viết cho xong quyển sách thứ nhì. Chị viết kết quả hội quyển hồi ký đó mà nhiều người thích quá, xong rồi khán giả nói chị ơi chị viết thêm đi, cái mình cũng cố gắng mình cứ mỗi đêm thay vì ngồi coi tivi có phải sung sướng không, mình phải ngồi mấy tiếng mình gõ cho được cái cuốn sách thứ hai, thì bây giờ đang chuẩn bị để đem đi in. Thế là chị viết xong rồi? Viết xong rồi. Hay quá. Nhưng mà dĩ nhiên là nó không dài bằng hồi ký. Thì như vậy càng tốt. Tại vì quý vị có nói với Thanh Lan rằng 400 mấy nhìn thấy ớn quá. Dày quá, cầm cũng nặng tay. Thanh Mai ơi, chị muốn Thanh Mai nhắc cho khán giả biết là cái lần mà em được giải thưởng văn học nghệ thuật của Tổng thống đó. Dạ. Cái đó là cái đến cái niềm vui mà nó đến bất ngờ với em lắm, là tại vì em kể cho chị nghe ngày hôm đó, trước đó là em đã đóng phim xong rồi, nhưng mà rồi xong thôi chứ em cũng không có để ý là ồ người ta đem cái phim đó đi dự thi, em không có biết. Thì hôm bữa đó em đang hát ở đây mà Hồng ra, thì em gặp anh Ngọc Hoài Phương, chị biết anh ký giả biết, Ngọc Hoài biết, Phương biết. Anh nói Mai ngày ơi, xưa anh có viết bài về chị lúc chị mới lên tivi á. Dạ đó, anh nói Mai ơi, anh cho em hay cái tin này mà em phải cho anh một cái quà gì thì anh mới cho em biết. Anh đòi một cái quà. Xong rồi em nói sao? Em nói trời ơi quà gì mà mình cũng đâu có biết cái gì đâu. Cái anh nói cho em nghe nè, em được giải tổng thống. Cái mình nói giải gì anh? Nói là em đóng cái phim Bảy Ngầm đó, cái phim đó của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, mà phim này đó em được cái giải này là đặc biệt, trong mỗi năm nó không có, nhưng mà cái phim này đó tại vì có cái vai của em là vai một nữ diễn viên nhỏ tuổi xuất sắc nhất trong năm, tức là tăng cái giải đặc biệt thôi, chứ thường ngày là mỗi năm là giải tài tử chánh, tài tử phụ và nam và nữ thôi, là bốn cái giải thưởng, mà năm nay là được năm.
là Thanh Mai được cái giải là nữ diễn viên nhỏ tuổi xuất sắc nhất trong năm. Lấy cái cúp thì mừng lắm. Như là mình mừng nhưng mà mình cũng không có ngờ là nó quý đến như vậy. Là tại vì cái cúp của nhà. Mà sao em giữ được tới bây giờ hay vậy? Em đâu có giữ được. Để em kể cho chị nghe cái ai, này. Ai cầm qua cho em? Em gái em. Em gái em nó quá. Tháo ra, nó tháo rời ra chị. Nó tháo rời ra xong rồi nó để nè, nó tháo ra nè chị. Dặn ra. Nó dặn ra nè chị nè. Em nói xong rồi chị sẽ nói. Nè chị thấy không? Nó dặn từ ngón ra, xong rồi cái nó bỏ riêng ra hết. Nó lấy thành nó quấn lại, xong nó qua đây nó ráp lại cho em. Dạ. Mà chị quý biết quá. Cái bàn như đẩy dưới đất, có phải không mà đào dưới đất, các hay không, đâu. Không, cái đào dưới đất là một cái miếng lắc. Chị một miếng lắc của tổng thống á. Chắc bằng đồng thật mà đồng thật thì chị, nó phải bằng nặng đồng. Chứ dạ, bằng thì đồng. Chị cũng được giống như em đó. Năm 71 là vì năm 70 á, thì chị đóng đi hát học trò đó. Phim đi hát học trò. Thì năm 71 cũng có một cái giải dành cho nữ tài tử trẻ. Trẻ? Năm. Chị là trẻ, em là nhỏ tuổi. Không, chị là trẻ là năm 71 cơ. Chứ em mấy năm. Sau đó là tới em. Chị biết không, có lúc mà 75 vào đó thì má em á chị, cái bàn của em, chị bây giờ chị có cái bàn to lắm phải không? To lắm. Bàn nửa cái bàn này nè. Chị có cái hình, chị cầm đốt. Cái tấm đó nhưng mà bây giờ nó đâu mất chị, rồi không biết em, nữa. Má em sợ, má em đốt. Tại có chữ ký của Tổng thống Nguyễn Thị. Cái chị má em sợ. Nó không nhớ nữa. Rồi còn cái lắc á chị, cái miếng đồng á chị. Có cái miếng đồng tròn đẹp tròn. Lắm, tròn tròn, có hình con rồng á chị. Con rồng. Má em chồm như đất trôi đi mất, má em tìm không ra. Mất luôn, bây giờ em chỉ còn được cái này thôi. Thôi con, cái này là quý, quý nhất, cái này còn quý hơn là tấm giấy. Dạ. Nhưng mà cái đó cũng là một cái kỷ niệm ha chị, hai chị em. Vâng, thì chị thấy cũng giống như là Quốc Dũng nói đó. Dạ. Cái sự nổi tiếng là có số. Có số, dạ. Cho nên là tụi mình có số. Thăm mẹ với cô chứ con thì không còn chưa. Ai biết đâu ngày nào tự nhiên nó đùng tới cái đùng mà sao mình biết được. Không biết được nha chị ha. Tại vì khi nào trời cho tự nhiên được thôi. Thì đó, Quốc Dũng nói Quốc Dũng cũng nổi tiếng quá sớm là cái đó cũng là cái số. Chứ mình đâu có cố tình đi tìm cái sự nổi tiếng đâu. Chỉ thích hát thôi. Thì tự nhiên tới rồi mình mê thì mình làm thôi. Chứ còn nó được cái gì nó tới đâu là cái đó trời tính cho mình. Mình đâu tính được. Rồi con nói về con đi. Con nói về con vậy. Chắc con nói về nhạc của con. Dạ, tại con thích, như là con mê nhạc của thời đó quá lắm. Vì con viết lời tiếng Anh trên rất là nhiều bài của cái thời mà của mẹ với của cô. Dạ, như mấy bài như là Cô Chú Vô Chủng, bài Cơn Gió Thoảng, rồi bài Biển Mộng. Con có viết lời hát tiếng Anh. Hát cho cô nghe chừng một hai câu thôi được không? Biển Mộng. Biển Mộng đi hả? Palms are swaying, the sky is blue, ocean's blue, and endless blue. Soft breeze blows such sweet melodies, lifts me away. As we lay on the grass, I felt you've always been holding me. A love afloat in a world of haze, day after day. Dễ thương quá, phải nói rằng cái nhạc của Quốc Dũng rất gần với nhạc ngoại quốc. Tại vì hồi nhỏ Quốc Dũng có học về nhạc Tây Phương mà. Cho nên là viết cái melody nó rất là dễ nhập vào cái giới trẻ. Con hát không? Cho mấy người bạn con mà không có phải là người Việt Nam, họ không biết là bằng bài tiếng Việt luôn. Họ cứ nghĩ là một cái bài như là tiếng Mỹ. Nên cho không, cái người này là người nhưng nhạc sĩ Việt Nam. Mấy cái bài này mà con viết lời Việt con có thâu vào CD chưa? Dạ có, con có làm một cái album tên là Layers, có 10 bài. Có nhạc của chú Quốc Dũng, có nhạc của Nguyễn Trung Cang. Nguyễn Trung Cang, rồi chú Tùng Giang, rồi bác Trần Trịnh. Bác Trần Trịnh là chị biết bài gì không chị? Anh Trần Trịnh, anh có cái bài tên là Tiếng Hát Nửa Vời. Tiếng Hát Nửa Vời. Sang quá. Sang lắm. Hồi xưa anh Trần Trịnh, anh đâu có phải đẻ ở Việt Nam đâu. Ồ, em không biết. Theo chị được biết á, anh Trần Trịnh á, anh sinh ra ở Thái Lan hay ở Lào gì á. Vậy là anh với Quốc Dũng giống nhau đó. Anh Quốc Dũng thì sinh ở Thái Lan. Anh Quốc Dũng là sinh ở Thái Lan. Nhưng mà Fatima đó, nó ngộ lắm. Nó không có biết đâu mà khi mà em hát cái chị. Cái nó nghe nó nói trời ơi mẹ ơi, mẹ ơi con thích cái bài này quá, đi con xin chú Trần Trịnh cho con được hát bài này. Con viết lời đó. Thì cái bài, cái CD của Fatima thì em hát lời Việt.
và Fatima hát lời Mỹ. Cái bài lấy cái tên là Romance. Dạ, từ lúc mà con viết lời cho bài này thì con có xin phép bác Trịnh Trịnh, con nói bác ơi, con không có như là feel theo cái lời của bác, nhưng mà con thấy cái bài này, cái nhạc của nó như nó romantic quá đi, cho con xin con viết lời của con được không? Rồi bác cho phép. Dạ, con mới lấy cái tựa đề là Romance. Con viết về cái con viết về cái buổi mà con với bây giờ là ông xã con, cái date đầu tiên á, tụi con đi cái đêm buổi đó, đó là cái lời nhạc của bài đó nó về cái đêm đó. Romance. Dạ vâng, thưa quý vị, âm nhạc đưa cho chúng ta đến những con đường nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui, nhưng mà đôi khi cũng có nhiều đau khổ. Thế nhưng mà cô hy vọng rằng trong cuộc đời của con đó, cho tới bây giờ con vẫn chỉ biết toàn là hạnh phúc thôi. Nhưng mà thì Fatima với lại Thanh Mai biết không, ở đời á không có cái gì mà nó êm đềm mãi. Đôi khi nó sẽ gặp sóng gió. Nhưng mà khi mà mình chuẩn bị rồi, chuẩn bị tư tưởng rồi nha, là nếu mà có gặp gì mình cũng sẽ vượt qua, rồi sau đó nó cũng qua, tại vì không có cái gì là mãi mãi. Cái buồn nào nó cũng qua. Thì chị cũng thấy rằng cho tới hiện nay Thanh Mai vẫn có nụ cười y như ngày xưa. Tức là cái gì cũng vượt qua hết. Đúng rồi em. Thì em biết rằng là cuộc đời thì không có bao giờ mà nó êm đềm như vậy, nhưng mà nó có trồi lên, nó sụp xuống. Nhưng mà khi mà mình biết chấp nhận đó chị, khi mà em đã tìm tới đạo, em biết tu, thì em nhìn thấy rằng là tất cả những cái gì đến với em đó, em đều chấp nhận và em không chống lại, rồi mọi chuyện nó cũng sẽ qua. Là ăn thua là mình có chịu đựng nổi hay không thôi. Nhưng mà nếu mình chịu đựng không nổi đó, thì mình tìm tới đạo, giống như mình đạo Thiên Chúa thì mình đọc kinh, đạo Phật thì ngồi xuống tụng kinh, ngồi thiền, làm cho cái tâm mình được bình an hơn. Đó là bây giờ hiện giờ của em đó, là nếu mà mỗi ngày mà em không phải bận làm việc gì, thì là sáng đến là em ngồi xuống bàn thờ, em tụng kinh, em ngồi thiền, để cho cái tâm em được thanh thản, và giống như mình sống, mình biết đem cái yêu thương của mình cho mọi người. Đó, cái mình giống như mình cho cái tình yêu thương. Cái tình yêu thương mình cho đó, nó không có tốn cái gì hết á. Một nụ cười của mình gặp một người, mình cho người ta một nụ cười, mình cũng có thể làm cho người ta vui cả ngày. Đó là cái suy nghĩ của em đó. Nói nụ cười làm chị nhớ, chị có làm một bài thơ cho thiếu nhi nghe, không phải bài thơ cho tình yêu đâu. Mà cái tựa đề là nụ cười, và nó bắt đầu bằng câu một nụ cười cho ba, một nụ cười cho mẹ, một nụ cười cho bà, một nụ cười cho em bé. Tức là mình gặp ai mình cũng cho nụ cười hết. Thì nó cũng đi với cái ý tưởng của em. Thì có lẽ là tại vì ngày xưa đó, bố mẹ của Thanh Lan đó, mỗi khi gặp con cái hay gặp bất cứ ai, trước tiên, trước khi nói gì đều nở nụ cười xong mới nói. Do vậy thì Thanh Lan cũng chắc là học được cái thói đó, không thì cũng là một cái điều tốt. Lúc nào mình cũng tươi cười. Khán giả thì nói rằng thích Thanh Lan tại vì lúc nào Thanh Lan cũng có nụ cười trên môi. Là vì sao? Mình nghĩ mình là nghệ sĩ, mình trước hết là mình phải có cái bổn phận đem cái niềm vui đến cho mọi người. Rồi thì từ đó mọi người mới đem lại niềm vui cho mình. Mà mình là cái người được khán giả thương nhiều lắm. Thành ra mình phải mở lòng. Mình gặp bất cứ ai mình cũng mở lòng ra trước. Đó là mình cho người ta cái nụ cười trước. Đúng. Giống như em hồi xưa em cũng quý chị nhất là cái nụ cười. Tới giờ này cái nụ cười chị cũng y như vậy. Tươi thật là tươi. Mà chị biết không, em có quen với một người anh, em biết là chị có quen hay không, mà anh tên là Trần Quang Nguyễn, anh ở Washington DC. Anh nói với em một cái câu này nè chị. Anh nói là Thanh Mai biết không, bất cứ ai mà khi mà mình nhìn thấy người ta có một cái nụ cười thật tươi đó, thì hậu vận không bao giờ khổ. Thôi vậy mình ra thôi. Anh nói như vậy đó, anh nói là cái này là bất di bất dịch nha. Anh nói là cái này là một cái luật bất di bất dịch. Anh nói rằng Mai biết không, em có cái nụ cười đó, thành ra nhìn vào đó là anh biết là hậu vận em không bao giờ khổ. Anh nói vậy cái mình nghe mình thấy mình mừng vui. Tại vì con người ta đó, khi mình còn trẻ đó thì không sao, mình có khó khăn gì mình cũng không sao. Nhưng mà khi mình lớn tuổi đó mà mình được cái hậu vận tốt đó, thì cuộc đời mình biết rằng là mình sống đúng. Mình sống đúng thì cái hậu vận mình nó sẽ được nhiều cái nhẹ nhàng. Nhưng mà theo con nghĩ là giống như một cái khó khăn nào đó đó cũng là một cái bài học cho mình. Như vậy mình mới trưởng thành. Mình phải gặp những chuyện khó khăn, những sự đau khổ, rồi mình mới biến thành cái con người hiện tại của mình.
Thì chị biết không, em muốn nói cho chị là cô này, mỗi lần mà em có chuyện gì khổ, em buồn, em lo đó chị, thì em bị xuống tinh thần đó. Cái cô Fatima nói, mẹ, mẹ tưởng mẹ xuống đây mẹ đi chơi hả? Mà mẹ xuống đây mẹ đi học mà. Mà mẹ biết không, mẹ học không giỏi là mẹ sẽ rớt, mẹ sẽ phải học lại cái bài mẹ phải học lại. Mà nó nói, mà con của mình mà nói với mình, mình giật mình chị. Sao còn nhỏ mà khôn quá. Dạ, sao nó suy nghĩ như vậy? Chắc là đọc sách nhiều à? Dạ, con thích đọc sách lắm. Thì cô cũng thích đọc sách lắm. Hồi xưa đó, Thanh Mai biết không, cái thời của chị đó, đâu có gì chơi đâu. Mà cũng không có tivi nữa. Cả ngày á, cả gia đình chỉ có một cái tivi đen trắng mà tối nó mới có chương trình. Rồi cả nhà coi chung. Thành ra là đâu có làm gì, đọc sách không à. Tốt hơn á, tốt hơn là bây giờ mình cứ nhìn trong cái computer, nhìn trong cái phone. Bây giờ chị bị cái tật là cứ nhìn phone tối ngày mà đau mắt quá. Nhiều khi ngủ gục không thấy đường mà cũng cố dướng mắt lên coi. Hư quá đánh. Mà chị biết không, em á thì em coi một hơi em bắt đầu mệt rồi em nói không, cái này nó hại con mắt mình làm không được. Và em bỏ xuống liền chị, em bỏ xuống liền. Giỏi thế. Em bỏ xuống liền, em chị biết là có hại mà chị cứ ngồi chị coi hoài, coi tới 3-4 giờ sáng. Mà nó miếng ruộng lẫn nhà. Nhưng làm sao cái nó rớt cái phần xuống. Ngủ gục luôn. Nhưng mà nó quyến rũ mình rất là nhiều chị ha. Nhưng mà con cái em không cho nó quyến rũ em như vậy. Em nói nếu mà em nhìn như vậy hoài đó, một ngày nào đó em con mắt em bị hư không thấy đường sao? Em sợ nhất là em không nhìn thấy. Trời, chị sợ nhất là trong đời em sợ nhất là em không nhìn thấy. Tại vì bây giờ đam mê viết sách nè, đó không thấy đường sao làm. Rồi mấy cái áo của chị đấy, như vậy là chưa xong đâu. Mai mốt chị về chị còn gắn thêm kim tuyến nữa. Mà em là em thấy rất là xa. Rất là xa. Dạ, em đã thấy như vậy đủ rồi. Thôi đủ ha, khỏi gắn. Nghĩa là chị biết không, chị gắn nó nặng, cái này của chị nặng, nó bị kéo, nó bị rách á. Tại cái lụa mà. Chị mê gắn áo lắm. Nếu mà hồi xưa mà ông trời không cho mình làm ca sĩ á, chắc là mình thích làm fashion designer. Thì mình thích cái nghề đó là tại vì nhỏ lớn cứ thích cái gì đẹp không? Giống như là bình hoa này, nhìn thấy bình hoa đẹp là thích lắm nãy giờ đó. Tươi quá chị ha. Tại vì em biết hôm nay chị tới nhà em, thành ra em mua một bó hoa về, em nói giống như là em welcome chị đến nhà em. Dễ thương quá. Mà lại đúng cái màu hồng này chị thích nữa. Thanh Mai này hồi nãy Thanh Mai có nói về cái ông bạn nào trên Washington DC nói Là anh Trần Quang Nguyễn. Bây giờ có một câu này nè, chị ai nói cho chị nghe chị quên rồi, thì cũng một người nào trong cái bước đường đi hát của chị, người ta nói là Thanh Lan này, Thanh Lan có biết rằng ai có tên Thanh để hát hay không? Thì ở đây có Thanh Mai. Thanh Lan mừng quá. Mày mừng quá, mình có chữ Thanh này. Cái gì đây? Fatima Thanh gì? Không có Thanh nữa. Fatima Thanh. Rồi, vâng thưa quý vị, tại vì là quen thân nhau lâu năm quá rồi cho nên là ngồi nhiều khi giỡn nói chuyện tầm bậy tầm bạ, quý vị đừng chấp. Con nói đây nãy giờ con nói ít quá hả? Hai mẹ anh Hoàng nói. Không có gì, con thích nghe, thì con thích nghe kể chuyện cái thời đó. Không, bây giờ vậy nè, con kể chuyện chú Quốc Dũng đi. Con kể chuyện chú Quốc Dũng khi mình về Việt Nam hay là con kể con lần đầu tiên. Con gặp chú Quốc Dũng. Chú Quốc Dũng thì từ nhỏ là con đã nghe nhiều người nói, không phải là ba mẹ không, mà như con đi học người ta cũng hỏi con, ơ con có biết cái bài Mai không, con có biết là có cái người đó người ta viết nhạc cho mẹ con không, rồi con như là con có nghe rất là nhiều về chú Quốc Dũng. Rồi xong tới năm 2002 đó là con mới gặp chú Quốc Dũng lần đầu tiên. Thì con nhớ là cái nhạc của chú là even though con không có gặp chú mà con cũng biết được tính chú rằng sao, thì thường cái nhạc của người ta cái làm nhạc sao đó, là người, là cái người đó như thế nào. Mà mấy cái bài mà con thích toàn là như là bài Biển Mộng, con nhớ thoảng Điệp Khúc Mùa Xuân, mấy cái bài đó là giống như con từ nhỏ là con đã thích nghe hát. Con thích nghe mẹ con hát mà con hay hát theo, mà con thì hát rất là ngọng. Con lúc mà con gặp chú Dũng lần đầu tiên, con có xin phép chú là cho con xin viết lời tiếng Anh cho mấy bài hát của chú, thì chú cho con phép. Rồi con có viết một cái bài mà đầu tiên á, của chú, tên là bài You and Me, là cái bài đó con nhớ là lúc đó là mẹ có cái để cái piano ở nhà hàng, thì chú sáng đó chú ra cái chú ngồi đó chú đàn, cái chú đang đàn là sao bài này hay quá mà con không có biết bài này là bài gì, thì mấy cái bài chú con cũng nghe thường rồi, cái sao con mới hỏi cho chú nó không, bài này chú mới viết nhạc thôi con, chú chưa có lời, cái sao con nói đại con xin đại chú ơi cho con xin viết
lời cho bài này đi. Cái chứ nói con có viết đi, mà lúc đó là con chưa có viết lời bài, con chỉ thích viết như là đọc sách, rồi con cũng rất là ghét viết. Mỗi lần mà hồi đó đi học mà người ta cho con một cái bài mà con phải viết, oh my gosh, thì mỗi lần viết thì mình phải như là bỏ nhiều cái tâm mình vô quá, rồi nó lấy rất là nhiều energy của mình, suy nghĩ nhiều quá. Sẽ con rất là, nhưng mà tại cái bài đó con thấy hay quá, cái con xin phép chú, cái chú mới cho con. Cái đó là cái bài đầu tiên á, là lần đầu tiên con viết lời là bài You and Me. Đó sao con, cái melody nó sao con? You and Me là when I think of you and me, I think, will we always be just side by side? Tâm hồn của Quốc Dũng rất là da trắng chứ không phải da vàng. Đó, nhạc dễ thương quá, rất là dễ thương. Đó, so, bây giờ con mới viết lời, mà con cũng nhờ chú đó, sau này con cũng viết nhiều lời cho nhiều cái bài khác nữa. Mà cái đó là cũng bắt đầu là từ chú. Hồi đó con chỉ thích hát thôi, chứ con không có nghĩ là con là sẽ viết lời, là bây giờ là con lại, bây giờ con đang viết một cái bài của chú là bài Bên Nhau Ngày Vui. Dạ, con viết được cái đoạn đầu. Từ nãy giờ mà cô Thanh Lan nghe Fatima nói á, thì cô nhận xét rằng á, con là một biểu tượng rất là lạ lùng và duy nhất, không có cô gái thứ hai nào làm được những điều của con làm. Tại vì viết lời cho bài hát nó rất là khó. Đúng rồi, nó phải theo cái nốt. Mà nó lại bằng phải theo cái feeling của cái bài, cái nhạc phải, như lúc đó có vần nữa, có vần nữa, mà nó lại bằng cái ngôn ngữ khác, không phải là ngôn ngữ của mình. Như vậy là con phải giỏi cái ngôn ngữ kia lắm, mà con phải có cái tâm hồn thi ca nữa. Tự nhiên nó vang trong đầu mình một cái câu là nó đã thành thơ rồi. Không, mà con thấy cũng lạ lắm, thì con nhiều khi con ngồi xuống con viết, con nghĩ là giống như ai cho con cái lời vậy đó. Thì con viết xong cái, con đọc là oh my gosh, con không có ngờ, con viết cái xong con cho cái cô giáo con mà viết, vì con thấy nó rất là lạ. Thường nói là không biết ai nhập đó. Nhiều khi con nghĩ vậy, giống như ở đâu người ta cho mình cái thì I mean, con viết thường con viết, con thấy con viết ok thôi, mà chừng nào mà con viết lời cho nhạc nó lại hay hơn chừng nào con viết mấy cái khác. Nhưng như mấy cái bài mà đó con viết cho đi học thì con cũng được A, nhưng mà không có phải là cái gì mà con thấy mà đặc biệt hết. Nhưng mà mấy cái lời mà con viết cho, nhất là bài Thơ Nhớ Thoảng của chú Dũng á, là con rất là như là proud về cái bài hát đó. Tại cái bài đó, cái lời của nó rất là có vẻ phải, như là Phật giáo. Con ơi, tại sao con không bắt đầu giới thiệu những cái bản nhạc của con từ 10-20 năm trước? Con bài đầu tiên con viết là 2002 đó, cái năm mà con gặp chú Dũng lần đầu tiên là con bắt đầu con viết bài You and Me. Thì đó, cô là hiện tại cô đang hối hận là tại sao mình không viết sách sớm hơn. Và cô cũng hối, cô cũng tiếc cho con, không phải tiếc cho con là tại sao con không giới thiệu những cái bài hát của con sớm hơn. Bây giờ mình nên làm ngay đi. Tại vì cái thời gian nó không có chờ đợi giờ mình. Nếu mà mình đâu nhìn qua nhìn đó tự nhiên giờ chú Dũng mất rồi. Thời gian nó qua lẹ quá. Nhiều khi những khi mà mình còn trẻ, mình ấp ủ những cái điều gì đó, mình không kịp làm, không có thời giờ nhiều nữa, nên con nên viết mạnh mẽ đi, mạnh mẽ lên. Anh từ lúc mà chị Dũng mất cái con cũng nói con tiếc quá, thì hồi đó con cứ nghĩ là thì nhạc của chị Dũng hay quá, phải không, mà giống như thế người Mỹ người ta cũng chưa có biết nhiều, con muốn làm cái gì về chung với nhạc của chú và nhạc của mấy người nhạc sĩ kia nữa. Mà lúc mà chú Dũng mất cái con cũng giật mình luôn, tôi nói oh my god, con có nghĩ là giống như nếu sau này mà người ta có biết được nhạc của chú, con có nghĩ là chú còn sống để chú thấy được, mày biết không, tại con biết là chú rất là thương như vậy, thương cái lời của con, thì con biết cái cách mà chú nói chuyện với con là giống như Fatima, con viết nhạc giờ con muốn viết bài nào của chú cũng được hết. Giờ giống như chú cho con phép like you know hoàn toàn luôn, sao con chi tiết là giống như con cứ để con hay để trôi. Con hay để trôi khi mình bận bịu nhiều chuyện khác. Vì cái đời sống là mình phải đi làm, nhưng mà bây giờ mình phải nhớ rằng mình mà ngừng tại đó thì thời gian nó vẫn trôi qua. Sau đó thì mình có muốn trở lại cũng không kịp. Con phải nhìn đúng rồi, con nói phải mạnh mẽ, không có gì quý bằng thời gian. Nó mất đi rồi mình không lấy lại được. Do vậy thì cái thời gian vừa qua, Thanh Lan mong rằng tất cả quý vị khán thính giả khắp nơi trên thế giới, cũng như là những khán giả cũ của Thanh Lan ở Việt Nam ngày xưa, hiện tại vẫn thương nhớ về những bản tình ca mà Thanh Lan và Thanh Mai đã hát, và quý vị sẽ thương tụi này như là một người trong gia đình thôi, nên là tụi này cũng chỉ có mong là suốt cuộc đời mình được mọi người yêu thương. Thì trong cái quyển hồi ký của chị đã kết bằng một cái câu rằng
Nói tóm lại, mình quanh quẩn suốt đời chỉ để đi tìm tình thương thôi. Thì thí dụ như là người ta, ví dụ nha, ví dụ như người ta muốn giàu, giàu đến chi? Là đến ta mua một cái tình thương mà người ta không có. Cho nên là nhiều khi nếu mà mình đã có tình thương thôi, mình cũng chẳng màng giàu nghèo. Nhưng mà cho con chọn giữa hai là of course tình thương nó quan trọng hơn. Tại vì tiền nhiều ít gì thì mình xài cũng hết. Nhưng mà cái tình thương, nếu mà đã nói rằng là tình thương thật tình thì nó sẽ mãi mãi. Và không có ai chung thủy bằng khán thính giả. Tại vì khán thính giả thương nghệ sĩ một cách thật tình, không vụ lợi, không đòi hỏi gì hết. Thì đấy, bây giờ mình vẫn ngồi đây tươi cười là nhờ tình thương của khán giả. Chứ khán giả đâu có cho gì mình đâu, mà mình cũng chẳng cho gì khán giả. Nhiều khi khán giả mất thì giờ ngồi nghe mình á, thì đúng. Nhưng mà cái tình thương của khán giả nó đem đến cho mình một cái sự năng động nào đó, một cái sự hào hứng nào đó để mình cố gắng mãi. Nhưng mà chị có biết là chị em mình đó là làm cho khán giả họ sống về cái kỷ niệm khi mà nghe một bài hát, giống như em nghe một bài hát cái thời em còn trẻ đó, khi mà em nghe lại em nhớ lại cái quãng thời gian lúc đó em đang làm gì, em bao nhiêu tuổi, mà cái đó rất là quý. Tại vì chị em mình là cho khán giả những cái kỷ niệm đẹp. Một bài hát của mình hát lên là người ta nhớ cái khoảng thời gian đó. Giống như em gặp những người khán giả mà bây giờ là đã 60 mấy tuổi rồi. Nói chị Mai biết không, chị hát mấy cái bài của anh Quốc Dũng đó, mà mỗi lần em nghe chị hát cái bài hát đó là em nhớ lại thời đi học của em, thời tuổi trẻ của em. Đó là cái đó là giống như là chị em mình được may mắn là mình đem cái niềm vui đến cho khán giả. Thì cái đó là em thấy rằng chị em mình cũng như là rất là may mắn là được ông trời cho mình có cái tiếng hát. Thì nhất là những ca sĩ nào mà đã hát từ trước 75 đó, hiện tại á, quý vị khán giả vẫn đi tìm, đi kiếm, gặp cho được để chụp hình. Là vì sao? Không phải là tụi này đẹp hơn hay là hay hơn hồi xưa gì hết trơn. Nhưng mà vì tụi này là gì? Có những người nói cứ gặp Thanh Lan là nhớ Sài Gòn. Đó. Đó, gặp Thanh Mai là nhớ Sài Gòn. Chị ơi. Vì chị... chúng mình có vẻ như là hiện thân của Sài Gòn, biểu tượng của Sài Gòn. Yeah. Nên là quý vị thương Sài Gòn thì quý vị thương mình. Và dĩ nhiên là mình cũng thương Sài Gòn tại vì mình là người Sài Gòn. Sài Gòn. Mà chị biết không, em nói chị nghe nè. Hồi năm 2018 em về Việt Nam. Chị biết không, em đi quán cà phê, cái quán cà phê đó là con trai ông Đức Dũng đàn ở đó. Thì cháu mới mời gia đình em nói cô ơi, tối nay cháu đàn ở đây, nó tên là La Maison phải không con? Nó nằm trên đường à. Không nhớ đâu. Không nhớ đâu, mà ở Sài Gòn á. Cái villa chị rất là đẹp. Xong rồi có để piano cho cháu, cháu lại đàn. Thì mình ngồi đó cái mình gặp cái ông nhà thơ. Trời, ông bước vô nói trời ơi, tôi gặp Thanh Mai là tôi gặp một cái Sài Gòn của tôi hồi đó. Mà chị biết cái ông mà làm bài thơ bài gì, bài những chiếc giò xe chờ đây hoa phượng, em chờ chờ mùa hè của tôi đi đâu. Trời ơi, ông gặp em ông nói vậy đó em. Thấy ủa, em không có bao giờ em nghĩ như vậy. Mà ông nói ok, mình xúc động dễ sợ là tại vì mình cũng là một đứa con của Sài Gòn chị. Thấy không, thành ra ông nói là khi ông thấy em giống như hồi nãy khán giả nói chị đó, thấy chị là nhớ Sài Gòn. Đó, thấy không? Thành ra người nghệ sĩ là người mà được trời cho làm cho khán giả người ta có một cái hoài niệm đẹp, một cái ký ức đẹp khi mà nghĩ về một cái kỷ niệm tuổi trẻ của người ta. Hay là chừng nào mà mình viết được một cái, giống như con một lần con nhớ con hát bài kỷ niệm con Nguyễn Ánh Chính. Con có viết lời cho bài đó. Cô thích lắm. Dạ, bài đó hay lắm. Con viết lời không? Dạ, thưa có. Con có viết lời tiếng Anh cho bài đó. Mà cái bài đó con viết nó cũng rất, thì cái kỷ niệm mà nó rất là buồn. Mà con nhớ lúc mà con hát ở Lạc Cầm đó, cái sau đó có cái cô đó, cô hát xong rồi đó, cái cô mới lên, cô nói trời Fatima, lúc mà con hát ngay cái câu đó đó, cô khóc quá trường luôn. Rồi giống như nhiều khi mà mình hát mà giống như mình chọn người ta feel được cái gì mình muốn nói đó, thì làm cho mình cũng feel giống như yes, cái bài nó buồn nhưng mà mình thấy là ok, không phải là một mình buồn theo cái lời đó, nhiều người ta làm cho mình thấy nó đỡ. Cô hiểu cô nói như cái bài nó là một cái bài buồn nhưng mà nhiều người cũng feel cái buồn đó, rồi làm cho mình đỡ được hơn chút xíu. Đúng mà cô nói con kêu rồi oh my gosh con feel thế nó rất là vui mà giống như người ta cùng đồng với con, đồng điệu với con đó, người ta hiểu được hết. Người ta hiểu được. Con nhớ cái câu gì nào là giống như
không, giờ con nói con quên rồi. Dạ, nhưng mà cô Ngọc Lan không? Dạ, con đúng rồi. Ngọc Lan. Dạ, con nói con hát nghe các em biết đó. Là chị biết cô Ngọc dạ. Lan không? Nhưng chị mà Ngọc gặp, Lan, chị có Ngọc Lan là cổ có người con gái học chị, học rất giỏi ở Hawaii. Dạ, Ngọc Lan Amanda. Không dạ. Không phải Ngọc Lan ca sĩ hả? Dạ không. Ngọc Lan Amanda có đứa con gái là Amanda. Con gái giỏi lắm. Một cô con gái một thôi chị. Mà con gái của cổ học giỏi bây giờ là cổ làm mà cổ làm hay lắm Fatima. Dạ, cô làm rất là nhiều chuyện cho như là cho thế giới luôn. Thế giới luôn rất là giỏi. Là người Việt Nam. Lan đó con nhớ đúng rồi, con Ngọc Lan. Ngọc Lan. Xong hát xong con dạ con hát con nói con ơi con hát ngay cái câu đó sao oh my god sao sướng lắm ta con do khi mình viết được mấy cái lời như vậy cho người ta feel được khi mà mình muốn người ta feel dạ nó làm cho mình thấy like oh wow like mình you know. Hay là chỉ là mình làm cho người ta feel vui cũng được cũng còn tốt hơn thì hôm nay rất là vui là vì sao sau này á thì cô không có phải là làm những cái show để nói về vấn đề ca hát nữa mà nói về những cái vấn đề xã hội về những tâm tình, nhất là tâm tình của những người phụ nữ Việt Nam. Tại vì hồi xưa có một lúc á, báo chí Mỹ á, hồi những năm 60 á, không biết mấy ông nhà báo đi qua Việt Nam làm cái gì mà đi về Mỹ viết một cái bài báo mà để cái tựa đề là Sài Gòn là một ổ điếm. Yeah. Oh my cho God. Nên là mình giận lắm, mình giận từ đó tới giờ chưa nguôi. Nên bây giờ tất cả những người phụ nữ Việt Nam nào mà có tâm hồn, có tài năng thì Thanh Lan có nhiệm vụ phải đưa đến cùng với quý vị khán giả để chúng ta cùng nắm tay nhau mà bước lên vững vàng, không sợ những nhà báo Mỹ nữa. Tại vì họ đâu có đi gặp hết tất cả phụ nữ mà sao Việt Nam đâu. Thì vậy, họ nói như vậy đó. Là quá hồ đồ. Họ đi đâu, họ mới... Sorry to say, nhưng mà... Phải không cô? Chứ nếu mình vô cái chỗ đàng hoàng là cô gặp tại vì, như vậy. Tại vì họ không vào những chỗ đàng hoàng, họ chỉ đi vào những cái chỗ thì họ gặp những người như vậy. Không phải là những người đại diện cho phụ nữ Việt Nam. Mà tại cái thời gian có thời gian khó khăn quá, sao người nào mà có làm cái chuyện như vậy mình cũng không cũng có. Phải. Thì cũng không nên nói. Tại vì đời sống người ta mới đến, không có một người nào muốn làm những cái việc như vậy hết. Nhưng mà tại vì họ nhìn một cái khía cạnh đó mà họ nói chung như vậy là không có được, không có được nói như vậy. Thật ra đó thì nếu mà mình đọc lại lịch sử thì mình thấy ở một cái quốc gia nào đó sau chiến tranh đều có những cái câu chuyện không may đó. Nhưng mà đâu có ai mà đem cái đó ra mà mỉa mai mà nói trên đầu người ta như vậy, đúng không? Thành ra là thì bây giờ mình nên cầm chặt tay nhau để cùng bước lên vững vàng, để chứng tỏ cho tất cả những người Việt Nam trên thế giới và ngay cả những người ngoại quốc nhìn vào không coi thường phụ nữ Việt Nam nữa. That's right, đúng rồi cô. Nãy giờ là cô thấy con có tài lắm đó. Oh, cảm ơn cô. Con thì con giờ lúc nào con muốn viết thêm nhạc nhiều hơn đó, nhưng mà con giờ con phải bỏ thời gian thôi. Thì cứ đấy. nói thôi, không làm đi, cũng vậy thôi. Mỗi tối bỏ ra chừng 2-3 tiếng thôi để dành cho cái thầy bài báo, Facebook. Cái ấp ủ của mình Facebook thì cô cũng bị mê đó, tối nào cũng coi. Nếu mà mình bớt cái giờ đó ra để làm những cái gì cho nó có nghệ thuật hơn, nó đứng đắn hơn, nó đưa đến một cái gì nó sáng lạng hơn cho cái tương lai của mình thì mình làm. Đúng. Cô chúc con thành công nha. Dạ, con cảm ơn cô. Hôm nay chị rất là vui tới để mà gặp Thanh Mai. Biết rằng trong nhà lúc nào cũng hoa khắp nơi, nhìn thấy tươi tốt quá. Thì chị chúc cho Thanh Mai lúc nào cũng hạnh phúc như từ trước tới giờ, và con cái lúc nào cũng thương bố mẹ, và con cái lúc nào cũng thành công để cho mình vui. Tại vì cái niềm vui của mình là niềm vui của con. Mà con là một cái gì mà trời cho mình, mà con mình được học hành đàng hoàng, có một cái đời sống đàng hoàng, là mình cái đó là cái hạnh phúc nhất của chị em mình. Đúng không chị? Thành ra đối với em thì là ngày nào mình mở mắt ra cũng thấy yêu đời, cũng thấy là sao mình may mắn quá, mình được ở một cái đất nước rất là bình yên. Hiện bây giờ ở khắp nơi, chị thấy không, nó đủ thứ chiến tranh. Thì có nhiều khi đi vô phòng con, thấy con ngồi khóc hỏi con, chị gì vậy? Nó, con coi tin tức, thấy các em bé bị giết chết như vậy, cũng ngồi cũng khóc. Tại vì trên thế giới này đó, bất cứ lúc nào cũng đang có chiến tranh tại một cái đất nước nào, chứ không khi nào mà được mà hoàn toàn bình yên nha. Mà mình không biết tới khi nào như là thế giới mới được hòa bình. Mà chỉ biết cái câu mà mỗi ngày em cầu xin là cầu đầu tiên là cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Cầu cái thứ ba là đất nước Việt Nam mình
lúc nào cũng có ba cái câu đó là mỗi ngày em lại Phật, em đều xin. Ừ. Tại vì em nhìn thấy chiến tranh nó dã man quá chị. Mình đã từng sống ở một cái xứ chiến tranh rồi, bây giờ mình đã hiểu chiến tranh như thế nào. Thành ra khi mà mình thấy nó xảy ra ở bên dải Gaza đó chị, thành ra em rất là buồn. Mà con gái nói thôi con đừng coi nữa, mình cũng đâu làm gì được, mình đâu làm gì được. Chị cũng sợ, chị không dám coi nữa. Dạ. Tại vì sao? Mình nhìn thấy hình ảnh những cái, phải nói là thiếu niên chứ chưa thành thanh niên đó, nó mới sợ mà tống nó ra chiến trường rồi, rồi nó biết trước sau gì nó cũng chết. Thấy tội nghiệp quá. Thôi bây giờ mình kết cái chương trình bằng cái gì vui vui đi, tự nhiên quẹo qua cái đề tài kia là chắc là hồi ba người mới khóc hết. Tại vì mình đang sống ngay cái thời điểm này, thành ra là ai cũng giống như mình thôi, ai cũng đang nhìn về cái phía bên đó, mà ai cũng mong là mọi chuyện dàn xếp cho nó ổn thỏa, không còn chiến tranh nữa, thì đời sống con người người ta mới là tốt hơn. Chứ còn mà nếu mà chiến tranh cứ giết chóc nhau hoài đâu có vui. Nhưng mà hiện giờ thì chị em mình rất là may mắn, mình được ai ở ngay cái miền Nam California, từ khí hậu cũng tốt nè, rồi mọi chuyện nó cũng đều tốt cho mình. Chỉ có là đời sống hơi đắt đỏ thôi, nhưng mà không sao. Nhưng mà nghe nói rằng lúc này buổi tối không có nên đi ra đường. Với lại ai mà gõ cửa nhà mình á, mình đừng khoan mở cửa, chưa biết ai thì đừng có cho vô. Dạ vâng, thưa quý vị, thì đấy, có nhiều người khuyến cáo mình rằng vừa rồi đó thì cũng có các bố lão ở nhà một mình thì hay bị kẻ cướp và kẻ gian vào hại đó, nên là cũng xin gửi lời để mà gửi đến tất cả các quý anh chị nào mà hơi lớn tuổi đó, ở nhà nên cẩn thận. Tại vì nhiều khi chị biết không, người ta cô đơn đó chị, người ta cần cái người nói chuyện. Thế ai gọi ai cửa tới cái mừng quá mở cửa để mà sao, để mà mình có người đến nói chuyện với mình. Thành ra thật sự ra là mình cũng không có trách người ta được đâu. Tại vì người ta ở bên Mỹ này nó không có giống Việt Nam mình. Chị thấy không? Việt Nam mình đâu có đóng cửa như vậy. Nhà nào cũng mở cửa. Toàn, mở gió vào. Rồi hàng xóm qua chơi. Bữa nay nóng muốn gì? Nói chuyện với nhau. Còn ở đây mình đâu có đâu. Con thì đi làm ở nhà có một mình. Thành ra ở bên Mỹ này đó, cái đời sống nó hoàn toàn khác với Sài Gòn mình hồi trước. Với lại giữa con với lại bố mẹ đó, nhiều khi giờ giấc nó khác. Không có gặp nhau người nữa. Này ở nhà thì người kia đi làm. Cho nên không có lúc nào mà quay quần đầy đủ hết trơn á. Nên là thấy vậy chứ cái hoàn cảnh mà ở nhà một mình nó nhiều người nhiều lắm. Thành ra nếu mà người nào mà được ở nhà mà có chồng, có con, có cháu xung quanh á, là người đó rất là hạnh phúc. Là có phước. Dạ chị ha, có phước đó. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan cũng xin kính chúc tất cả quý vị khán giả thân thương khắp thế giới luôn luôn được có phước, được có gia đình đông đủ, được có sức khỏe, được có niềm vui. Xin mời Thanh Mai và Fatima gửi lời chào đến khán giả của Thanh Lan Show. Dạ, Thanh Mai thành thật cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe buổi tâm sự của chị Thanh Lan với con gái Fatima. Và Thanh Mai không biết nói gì hơn là kính chúc cái khán giả được nhiều sức khỏe, gia đình được lúc nào cũng hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp đến với quý vị. Dạ thưa Fatima, cũng xin chào khán giả của Thanh Lan Show. Và con cũng xin cảm ơn cô cho con và mẹ hôm nay có cái buổi nói chuyện chung với nhau về nhạc, rồi về đời sống rất là vui. Hopefully mình sẽ được một cái lúc nào mình có thể hát chung thì cũng vui nữa. Thì đang ấp ủ trong lòng đây. Dạ vâng, thưa quý vị, xin cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau.